Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, không chỉ Mỹ, Đức, một số thành viên khác của NATO cũng phản đối mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự gồm 32 thành viên này trong tương lai gần. Thông tin trên tờ Politico đăng tải ngày 23 tháng 10, trích dẫn từ 4 quan chức và ngoại giao Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên. Các nguồn tin của Politico tiết lộ, Đức và Mỹ nằm trong số những quốc gia không muốn đáp ứng ngay ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần này nói rằng lập trường của Đức đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn hoài nghi. Trong khi đó, thì Hungary và Slovakia cũng đang phản đối. Các nhà lãnh đạo hiện tại của những nước này nhìn chung có quan điểm ủng hộ Điện Kremlin. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn các quỹ của Liên minh châu Âu EU để trang bị vũ khí cho Ukraine và rút khỏi chương trình NATO cung cấp hỗ trợ sát thương cho Kiev. Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng 10 cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ làm xung đột lan rộng và ông tuyên bố sẽ không bao giờ đồng ý mời Ukraine gia nhập khối. Ngoài ra, còn có những quốc gia khác không muốn nhanh chóng tiến về phía Kiev nhưng không muốn công khai phản đối. Một quan chức NATO nói với Politico, các quốc gia như là Bỉ, Slovenia hay là Tây Ban Nha cũng đang ẩn mình sau Mỹ và Đức. Họ không muốn để Ukraine gia nhập NATO. Một quan chức khác cho biết các quốc gia ủng hộ ý tưởng này về mặt lý thuyết, nhưng ngay khi nó gần thành hiện thực, họ sẽ phản đối công khai hơn. Chuyện này khiến cho họ bất đồng quan điểm với các nước Baltic và Ba Lan, những quốc gia nhiệt tình với ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO. Hồi tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trong một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU rằng nước này vẫn ủng hộ mở rộng triển vọng tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Politico lưu ý rằng các thành viên chủ chốt của NATO lo ngại họ có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, đại sứ Mỹ sắp mãn nhiệm tại NATO, Julianne Smith nêu rõ lập trường của Washington. Cho đến nay, liên minh vẫn chưa đạt đến điểm sẵn sàng cung cấp tư cách thành viên hoặc lời mời cho Ukraine. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể xung quanh mặt trận miền đông Ukraine trong những ngày gần đây. Các video được ghi lại trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 10, cho thấy những bước tiến của Nga ở phía đông bắc thành phố Seredove với sự tham gia của các thành viên thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK tại Mỹ cho thấy một số bước tiến được Moscow báo cáo trong khu vực từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga, bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Ismailivka, Krasniyia và Horodivka trong tuần này. Blogger quân sự người Nga Tu Majot đã đăng tải video trên Telegram về những binh lính mà kênh này cho biết là từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới Red Banner số 433 trên nóc một tòa nhà. Một trong số họ đang cầm cờ Nga. Bài đăng cho biết rằng, với những hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố, đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây. Tuy nhiên, ISVK cho biết rằng việc Moscow tập trung vào Seredove đã gây ra những tổn hại đến chiến dịch tấn công của họ ở hướng Pokrovsk, trung tâm chiến lược mà Nga đặt mục tiêu kiểm soát ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Việc kiểm soát Seredove sẽ mở đường cho một cuộc tiến công của Nga vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk, nằm cách Seredove khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Báo Mokovsky Komsomolets cho biết lực lượng Nga đang tiến đến trung tâm Seredove, nơi có dân số hơn 20.000 người trước chiến tranh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga dọc toàn bộ tiền tuyến đang diễn ra ở khu vực lân cận Seredove. Nga đã sử dụng cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để hỗ trợ cuộc tấn công tại đó. Một dự án lập bản đồ tiền tuyến của Ukraine có tên là Deepstack đã được hiển thị trên bản đồ rằng quân đội Nga đang kiểm soát vùng ngoại ô phía đông của Seredove, trong khi một phần đáng kể ở trung tâm của nó được đánh giá là vùng xám đang tranh chấp. ISVK cho biết việc Nga tiến vào Seredove cũng như phía nam và phía bắc thành phố có thể sớm khiến cho quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực này để tránh bị mắc kẹt. Nhưng việc giành được khu vực này trong những ngày tới không nhất thiết có nghĩa là Nga sẽ chiếm được Pokrovsk. Theo báo cáo của ISVK cho biết thêm rằng việc kiểm soát Seredove sẽ làm kiệt sức lực lượng Nga, khiến họ suy yếu nếu họ được chuyển lệnh hướng về Pokrovsk. Tuy nhiên, Nga hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiến công ở mặt trận này để đạt được mục tiêu. Quân đội Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn khi đối phương tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị đang tấn công liên tục vào các vị trí. Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào năm 2014, khoảng 80% vùng Donbass, một khu vực than và thép, bao gồm cả vùng Donetsk và Lugansk,
và hơn 70% các vùng Zaporizhia và Kherson. Đồng thời với các cuộc tiến công ở mặt trận Donbass, Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8 với mục tiêu buộc Moscow phải chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, mục tiêu này của Kiev dường như không thành công khi Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh ở Donbass trong những tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 10 tuyên bố khoảng 2.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk. Ông tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ nhóm quân này khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Ông Putin lưu ý rằng hoạt động này đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả, cho phép họ bao vây và ngăn chặn số lượng lớn quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận Kursk. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine tổn thất 26.000 quân ở Kursk. Mới đây, một quan chức quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến qua tuyến đường thủy quan trọng tại thành trì Chasovia ở miền đông Ukraine, đánh dấu một bước lùi đối với lực lượng Ukraine vốn đang bị bao vây trong khu vực. Thị trấn Chasovia, nơi có dân số trước xung đột khoảng 12.000 người, nằm trên một đỉnh đồi chiến lược. Việc chiếm được thị trấn này có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ của Nga nhằm thọc sâu hơn vào khu vực Donetsk. Nga đột phá thành công qua kênh đảo ở Chasovia. Ivan Petrichas, người phát ngôn của Lữ đoàn 24 của Ukraine cho biết Nga đã vượt qua kênh đào ở rìa phía đông của thị trấn, nhưng quân đội Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của họ. Theo ông Petrichas, tình hình vẫn căng thẳng trong vòng một tháng qua khi các lực lượng Nga cố gắng tiến công đều đặn mỗi ngày. Quan chức này cho biết, ban ngày trời nắng, nhưng ban đêm và buổi tối trời mưa, sương mù bao phủ dày đặc, Nga một lần nữa lợi dụng thời tiết thay đổi để vượt kênh đào. Hiện tại, kênh đào đã bị chặn và chúng tôi đang nỗ lực khoanh vùng khu vực cần tấn công. Toàn bộ lực lượng của lữ đoàn đều tập trung vào việc tấn công vào các nơi mà lực lượng Nga bị mắc kẹt. Ông Petrichas nhấn mạnh rằng tình hình trong khu vực hoạt động của lữ đoàn cơ giới số 24 vẫn còn nhiều thách thức. Nga có quân số đông hơn đáng kể so với lực lượng Ukraine và đang tích cực cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ. Họ cũng đang tấn công Chasovia bằng pháo binh, tên lửa và tiến hành các cuộc không kích. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ trong thị trấn. Trận chiến giành Chasovia đã diễn ra trong gần một năm. Theo nhà phân tích Julian Rocky của bài, sau những nỗ lực ban đầu không thành công, ngày 18 tháng 10, đội tiên phong Chechnya của Nga đã vượt qua kênh đảo Servisky Donetsk Donbass và tiến dọc theo vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Chasovia nằm cách Bakhmut, thị trấn mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía tây. Thành phố đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasovia bị chia cắt bởi kênh đào Siversky Donetsk Donbass chảy qua, tạo ra một rào cản tự nhiên giữa tiểu khu Kanan và phần còn lại. Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk cho biết, đối phương dùng chiến thuật điều động các nhóm tấn công nhỏ và lực lượng bộ binh vượt qua kênh đào. Tuy nhiên, những cuộc điều động như vậy gây ra tổn thất đáng kể cho Nga. Các lực lượng Ukraine nhanh chóng đẩy lùi các đơn vị Nga. Ukraine gặp thách thức lớn. Quân đội Nga tìm cách chiếm thị trấn Chasovia này vì điều đó sẽ cho phép di chuyển xa hơn về phía Konstantinivka và sau đó là Sloviansk nhằm thực hiện mục tiêu chiếm toàn bộ lãnh thổ Donetsk. Chuyên gia quân sự Oleksandr Musienko lưu ý, Nga thực sự đã có một số thành công về mặt chiến thuật, tuy nhiên Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn các bước tiến tiếp theo của Nga, cũng như ngăn cản Moscow xâm nhập vào khu vực trung tâm của thành phố hoặc vùng ngoại ô phía tây của Chasovia. Tình hình trở nên phức tạp vì Nga đã triển khai thêm lực lượng mới để đưa vào trận chiến giành Chasovia. Điều này đã dẫn đến các nỗ lực đột phá của họ. Theo ông Musienko, tình hình đang trở nên khó khăn đối với Ukraine do áp lực từ phía Nga, khả năng giữ Chasovia của quân đội Ukraine sẽ được xác định bằng cách hành động chiến đấu quyết liệt và tình hình trên thực địa nếu Nga chiếm ưu thế về mặt nhân lực. Trang thiết bị và tiềm năng tấn công của họ không bị suy giảm, thì Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức đáng kể. Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, có khả năng Ukraine sẽ phải rút lui khỏi Chasovia đến các vị trí khác. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều này sẽ diễn ra nhanh chóng, vì giao tranh vẫn còn khá ác liệt. Các binh sĩ Ukraine đang làm mọi cách để gây tổn thất cho Nga và ngăn chặn bước tiến của họ. Trong một diễn biến liên quan, các blogger ủng hộ Nga cho biết lực lượng nước này đang tấn công mạnh mẽ vào 4 thị trấn ở miền đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại các thị trấn Selidove, Hyernik,
Kurakove và Toretsk ở miền đông Ukraine. Ông Yuri Podolyakka, một blogger quân sự nổi tiếng ủng hộ Nga cho biết, lực lượng Nga đang tấn công Hryvnia từ nhiều hướng. Ngoài ra, giao tranh cũng đang diễn ra ở ngoại ô Kurakove và Selidove. Theo dữ liệu nguồn mở, kể từ tháng 9 vừa qua, lực lượng Nga đã tiến công tại Donbass với tốc độ nhanh nhất, bất chấp việc Ukraine chiếm một phần khu vực Kursk của Nga. Truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng lính dù nước này gần đây đã đẩy lui cuộc tấn công bằng thiết giáp của Nga theo hướng Kurakove, thuộc tỉnh Donetsk. Theo thông tin được trang defenseua.com, trích dẫn từ lữ đoàn lính dù biệt lập số 46 Ukraine, quân đội Nga gần đây đã triển khai một lượng lớn xe thiết giáp để xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm kiểm soát làng Masimilianivka ở tỉnh Donetsk, từ đó mở đường cho cuộc tấn công vào thành phố Kurakove. Thông tin từ lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine viết, đối phương đã triển khai 7 xe tăng và 11 xe bọc thép chở quân hướng về các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trong quá trình tác chiến, các lính dù đã phá hủy 2 xe tăng và 5 chiến xa chở quân của đối phương, trong khi 2 xe tăng khác bị hư hại nặng và buộc phải rút lui. Hiện chưa rõ số phận của 28 binh sĩ Nga tham gia cuộc tấn công. Dựa trên những hình ảnh từ đoạn video do lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine đăng tải, có thể thấy đơn vị này đã sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn đoàn xe thiết giáp Nga. Lực lượng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị trong các cuộc giao tranh ở mặt trận biên giới Kursk. Trong báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự ở tỉnh biên giới Kursk hôm 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó quân đội Nga đánh thẳng vào các vị trí tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục tấn công vào các nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở tỉnh Kursk, cũng như các khu vực tập trung của Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Zelenizhnyak và Nikolajevo-Darido. Ngoài ra, quân đội Nga cũng tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Zelenizhnyak, Nizhny Kalin, Novonianovka, Novibut, Plekovo, Slolikovo, Chekaskaya, Konopenka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã xóa sổ hệ thống gây nhiễu của Ukraine tại một khu vực biên giới ở Kursk bằng cách sử dụng một máy bay không người lái UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong quá trình trinh sát, quân nhân các nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện một hệ thống tác chiến điện tử NOTA của Ukraine tại khu vực biên giới của Kursk bằng cách sử dụng một UAV. Sau khi xác nhận được tọa độ chính xác của hệ thống gây nhiễu đối phương, một quyết định đã được đưa ra để thực hiện một cuộc tấn công chính xác. Ngày 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 340 quân nhân, 13 xe bọc thép cùng 5 khẩu pháo, 2 hệ thống tác chiến điện tử ở Kursk. Ngoài ra, 6 quân nhân Ukraine đã đầu hàng Nga trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 25.662 quân nhân, 172 xe tăng, 89 xe tăng chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 982 xe chiến đấu bọc thép, 675 phương tiện, 221 khẩu pháo, 38 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời một quân nhân có mật danh là Artis thuộc lực lượng vũ trang Nga ở Kursk cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng dân thường ở Kursk làm lá chắn sống. Ông nói, dân thường bị giam giữ tại Suza và bị sử dụng làm lá chắn sống. Trên thực tế, lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng họ làm lá chắn sống để không quân Nga không thể tấn công. Mặc dù vậy, binh lính có mật danh Grak nói với TASS rằng lực lượng Nga vẫn tiếp tục đẩy đối phương về phía biên giới. Binh lính Nga xác nhận tình hình hiện tại phần lớn là tốt, không thể nói chính xác là đối phương đang bỏ chạy, nhưng chúng tôi vẫn có thể nói rằng họ đang rút lui. Trước đó, Thiếu tướng Ati Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!